Với giá bán khởi điểm chỉ hơn 500 triệu, Beijing X7 đã ngay lập tức tạo nên cơn sốt tại thị trường Việt Nam trong một tuần qua. Mẫu xe Trung Quốc có tên đầy đủ là 3X Beijing X7 vừa ra mắt tại Việt Nam đã khiến thị trường ô tô thêm phần náo nhiệt. Mẫu xe này nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khách hàng, bởi lẽ đây là chiếc xe hội tụ đầy đủ những tố chất của dòng xe sang, nhưng giá bán lại chỉ ngang mẫu MPV hoặc thậm chí thấp hơn. Beijing X7 được bán ra tại Việt Nam với 3 phiên bản bao gồm: 1.5 MT giá 528 triệu, 1.5 Elite giá 658 triệu và 1.5 Premium giá 688 triệu. X7 được định vị nằm trong phân khúc SUV hạng C, tuy nhiên giá bán của xe chỉ tương đương với SUV hạng B như Hyundai Kona, hay kia, Seltos tốt cả hai mẫu xe này đều rất hát tại thị trường Việt Nam. Như vậy bản cao cấp nhất của Beijing X7 chưa tới 700 triệu, nhưng xe được trang bị nhiều đồ chơi, không khác gì một mẫu xe sang, điển hình như hai màn hình hỗ trợ lái, cảm ứng trung tâm 12.3 in, vô lăng tích hợp điều khiển cảm ứng, đèn led trang trí nội thất, ghế lái phụ chỉnh điện. Dựa trên mức giá lăn bánh tạm tính dưới đây, Beijing X7 đắt nhất cũng chưa tới 800 triệu sau khi tính toán toàn bộ các chi phí liên quan. Nhiều nhận định đã cho rằng Beijing X7 chính là hiện thân hiếm hoi với tiếng tăm xe tàu có trang bị tốt trong tầm giá. Chi tiết giá lăn bánh Beijing X7 tại Hà Nội như sau. Beijing X7 1.5 MT giá niêm yết 528 triệu, lệ phí trước bạ 12% là 63 triệu, phí đăng ký biển số 20 triệu, phí đăng kiểm 340.000, phí bảo trì đường bộ 1 năm 1 triệu 560.000, bảo hiểm trách nhiệm dân sự 1 năm 437.000, giá lăn bánh 613 triệu. Beijing X7 1.5 Elite giá niêm yết 658 triệu, lệ phí trước bạ 12% là 78 triệu, giá lăn bánh 759 triệu. Beijing X7 1.5 Premium giá niêm yết 688 triệu, lệ phí trước bạ 12% là 82 triệu, giá lăn bánh 792 triệu. Trong vài năm trở lại đây, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận khá nhiều dòng xe Trung Quốc. Những thương hiệu này còn khá mới mẻ, do vậy vẫn cần thêm thời gian để khẳng định chất lượng. Xe cộ